Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị còng tay đứng trước vành máu ngựa hầu tòa sáng nay. Hôm nay, hai cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị xét xử cùng 12 đồng phạm trong vụ án Mobifone MOAVC. 7 giờ 5 phút, cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn là hai bị cáo đầu tiên rời đoàn xe 4 chiếc đỗ ở sân tòa. Xét chở cựu chủ tịch Mobifone Lê Nam Trà, cựu tổng giám đốc Cao Duy Hải cùng một số bị cáo đi vào tầng hầm. Các bị cáo này đã bị dẫn giải vào phòng xét xử bằng lối cầu thang bộ. Ông Nguyễn Bắc Son và 13 bị cáo bị đưa ra xét xử về cáo buộc vi phạm pháp luật trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Phiên tòa dự kiến kéo dài 2 tuần. Sáng nay, Tòa án Nhân dân Hà Nội xét xử hai cử Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và 12 bị cáo liên quan trong thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 31 tháng 12. Hội đồng xét xử gồm hai thẩm phán là bà Nguyễn Thị Xuân Thu chủ tọa và ông Trương Việt Toàn. Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội phân công ba kiểm sát viên giữ quyền công tố. Đến nay, hơn 40 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. Tòa đã gửi giấy triệu tập nhiều nhân chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến dự án. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, cùng 11 bị cáo bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3, điều 220 Bộ luật hình sự với khung phạt tù từ 10 đến 20 năm. Ngoài ra các bị cáo Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Cao Duy Hải, nguyên tổng giám đốc Mobifone và Lê Nam Trà, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Mobifone còn bị viện kiểm sát truy tố thêm tội nhận hối lộ, mức phạt tù 20 năm. Mức phạt tù 20 năm, tù trung thân hoặc tử hình. Còn bị cáo Phạm Nhật Vũ, cựu chủ tịch hội đồng quản trị EVG, bị truy tố tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm. Các cáo trạng xác định năm 2015, Mobifone chi 8.900 tỷ đồng để thực hiện dự án mua 95% cổ phần EVG. Dự án này thuộc nhóm A với thẩm quyền của Thủ tướng, quyết định chủ trương đầu tư. Bộ 4T có trách nhiệm chỉ đạo Mobifone trong quá trình thực hiện dự án. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc các ông Nguyễn Bắc Son và đồng phạm biết rõ giá trị thực của AVG nhưng vi phạm quy định về đề xuất dự án đầu tư thẩm định giá trị tài sản và thực hiện dự án khi chưa được chính phủ chấp thuận gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 6.590 tỷ đồng. Tài liệu thu thập cho thấy ông Vũ cũng nhiều lần liên hệ, trao đổi, đề nghị các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn và dàn lãnh đạo Mobifone thúc đẩy việc mua bán cổ phần được nhanh chóng. Sau khi thương vụ thành công, ông Son đã nhận hối lộ 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ. Số tiền này ông Son khai đưa cho con gái và dặn con không được gửi tiết kiệm. Tuy nhiên trong quá trình điều tra, con gái ông Son phủ nhận việc đã cầm 3 triệu đô la từ cha. Đến nay tài liệu thu thập được chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với con gái ông Son, nên viện kiểm sát nhân dân đề nghị làm rõ tại tòa. Ngoài ra bị can Phạm Nhật Vũ đã hối lộ ông Lê Nam Trà 2,5 triệu đô la hối lộ Cao Duy Hải 500.000 đô la và đưa cho ông Trương Minh Tuấn 200.000 đô la. Quá trình truy tố, bị can Nguyễn Bắc Son không thừa nhận bản thân là chủ mưu vụ án. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát có đủ căn cứ xác định ông Son là người chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của AVG. Quyết liệt chỉ đạo cấp dưới thực hiện. Trong vụ án, ông Son là người chịu trách nhiệm cao nhất. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son bất ngờ phủ nhận số tiền hối lộ 3 triệu đô la Sáng nay, bị cáo Nguyễn Bắc Son khai tại cơ quan điều tra do sức khỏe yếu, ngất nhiều nên nghĩ bừa ra số tiền 3 triệu đô la để đảm bảo tính mạng. Tại phiên xét xử sơ thẩm sáng nay, 17 tháng 12, bị cáo Nguyễn Bắc Son, cựu bộ trưởng thông tin truyền thông, bất ngờ phủ nhận việc nhận 3 triệu đô la từ Phạm Nhật Vũ. Cụ thể, hội đồng xét xử đã hỏi bị cáo Nguyễn Bắc Son, sau khi thực hiện xong thương vụ Mobifone 1AVG bị cáo được nhận bao nhiêu tiền Bị cáo Nguyễn Bắc Son trả lời không nhận được đồng nào Hội đồng xét xử hỏi tiếp Vì sao tại cơ quan điều tra Bị cáo khai được vũ chuyển quả biếu 3 triệu đô la Lời khai này có đúng không? Bị cáo Son trả lời Do lý do sức khỏe tại thời đó Nên tôi đã nghĩ ra con số như vậy Cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son còn nói thêm Lúc đó sức khỏe yếu Nhiều lần ngất lên ngất xuống Tại bàn làm việc của cơ quan cảnh sát điều tra Lần 1 ngất 3 ngày Lần 2 ngất 2 ngày nên đã nghĩ bừa ra số tiền để nhằm đảm bảo tính mạng. Bị cáo nói là hoảng loạn, tại sao lúc đó lại nghĩ ra số tiền 3 triệu đô? Hội đồng xét xử hỏi, bị cáo son đáp, lúc đó sức khỏe tôi yếu, lúc đầu các anh cơ quan điều tra nói rằng lính của anh đã khai hết rồi, anh không thể không khai. Lúc đầu tôi khai nhận số tiền Việt, sau đó các anh ấy lại bảo khai số tiền lớn hơn, nhưng sau các anh ấy lại không đồng ý tiền Việt và bảo là phải tiền đô la. Sau lời khai này của ông Son, hội đồng xét xử đã yêu cầu các bị cáo lên năm trà Cao Duy Hải đứng lên đối chứng. Cả ông Trà và ông Hải đều giữ nguyên lời khai của mình, trong đó có việc đưa tiền cho ông Nguyễn Bắc Son. Tòa cũng trích thư ông Son gửi cho vợ và các con từ trại giam, trong thư nói rằng anh đã nhận của Vũ 3 triệu đô la. Hội đồng xét xử cho rằng ông Son tỉnh táo để viết thư, và nhận thức rõ ràng như vậy thì không thể nói là tâm thần hay bị hoảng loạn. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Bắc Son khai nhận trong quá trình thực hiện dự án, Phạm Nhật Vũ đã nhiều lần liên lạc, gọi điện thoại, nhắn tin cho Nguyễn Bắc Son để thúc đẩy nhanh chóng việc mua bán, mong muốn Nguyễn Bắc Son chỉ đạo để AVG sớm bán được cổ phần. Sau khi hoàn thành dự án Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG, đáp ứng được mong muốn của Nguyễn Bắc Son và Phạm Nhật Vũ đã đến nhà riêng của Nguyễn Bắc Son tại số 14, ngõ 36 C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hàn Kiếm, Hà Nội và đưa cho Nguyễn Bắc Son số tiền 3 triệu đô la. Ông Son đã mang 3 triệu đô la lên phòng làm việc tại tầng 2 và xếp đầy vào một chiếc vali du lịch loại nhỏ màu đen, nhãn hiệu Samsonite. Xếp đầy một ba lô du lịch tối màu, số còn lại cho vào một chiếc vali du lịch, loại to màu trắng, nhãn hiệu Samsonite. Sau đó, cất ra ngoài ban công, được quây kín bằng không nhôm kính. Toàn bộ số tiền 3 triệu đô la, Nguyễn Bắc Son đưa cho con gái Nguyễn Thị Thu Huyền khoảng 10 lần mỗi lần từ 300.000 đến 400.000 đô la. Trong những lần Huyền từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm gia đình, khi đưa tiền son dọn không được gửi tiết kiệm, còn đầu tư vào đâu thì tùy. Nguyễn Bắc Son nhận thức được lý do Phạm Nhật Vũ đưa tiền vì Son là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện dự án mua cổ phần AVG. Lời khai nhận tiền trong thương vụ Mobifone mua AVG Hôm nay phiên tòa xử vụ Mobifone mua AVG tiếp tục với phần thẩm vấn. Theo cáo trạng, Bị cáo Trương Minh Tuấn với chức vụ thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, người triển khai các công việc liên quan đến dự án và theo chỉ đạo của bị cáo Nguyễn Bắc Son đã ký nhiều văn bản quyết định liên quan đến dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của tổng công ty Viễn thông MobiFone. Sau khi MobiFone chuyển tiền mua cổ phần cho AVG, ông Tuấn đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 200.000 đô la, tương đương với hơn 4,4 tỷ đồng. Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Trương Minh Tuấn thừa nhận có ký 5 trên 53 văn bản trong đó có 3 văn bản đã được Bộ trưởng khi đó là ông Nguyễn Bắc Son Duyệt chỉ đạo ký. Tôi ký theo chỉ đạo bút phê của Bộ trưởng. Tôi thực hiện chỉ đạo của người lãnh đạo cao nhất để thực hiện nhiệm vụ của mình, ông Trương Minh Tuấn khai. Ông Tuấn thừa nhận việc ký quyết định 236 là sai khi ký mà chưa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Thủ tướng. Theo lời khai của bị cáo Trương Minh Tuấn, sau khi nhận thức được quyết định 236 là vi phạm pháp luật, bị cáo đã chỉ đạo Mobifone đàm phán lại với ông Phạm Nhật Vũ, rồi sau đó chỉ đạo quyết liệt về hủy quyết định này. Chính bị cáo là người ký quyết định hủy quyết định 236. Ông Nguyễn Bắc Son không hứa hẹn đưa tôi lên làm bộ trưởng để ép buộc hay chỉ đạo tôi để tôi làm những việc này. Có sự hiểu nhầm nào đó trong quá trình điều tra, chứ không có việc này. Trả lời câu hỏi của thẩm phán Trương Việt Toàn, bị cáo nhận 200.000 đô la từ bị cáo Vũ là tiền gì? Ông Trương Minh Tuấn trả lời, bị cáo nhận trong bối cảnh nhiều người đến chúc mừng. Nhưng sau tôi nhận thức, đó là tiền của anh Vũ cảm ơn tôi, vì tôi đã ký quyết định 236. Về nhà đất ở ô chợ dừa của vợ chồng bị kê biên, bị cáo Trương Minh Tuấn đề nghị xem xét việc kê biên này, vì gia đình ông đã nộp đủ tiền đã nhận từ ông Phạm Nhật Vũ. Nhận hai thùng các tông đựng tiền theo cáo buộc, bị cáo Lê Nam Trà với chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobifone là người tổ chức triển khai chỉ đạo các thành viên của Hội đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc Mobifone thực hiện dự án trái luật theo chỉ đạo của Nguyễn Bắc Son và quyết định 236QD-BTTTT của Bộ 4T về việc phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone. Sau khi thanh toán 95% cổ phần cho EVG, Ông Trà nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu đô la, tương đương với hơn 55 tỷ đồng. Theo lời khai của bị cáo Trà tại tòa, việc thực hiện quyết định là vi phạm, biết sai nhưng vẫn thực hiện, là do nhận thức của Mobifone. Bộ ra quyết định thì Mobifone thực hiện theo quyết định của bộ. Ông Trà khai, trước Tết, anh Vũ đến chỗ văn phòng biếu gói quả bên trong có 500.000 đô la. Sau Tết một tháng, anh Vũ gọi điện bảo có chút hoa quả biếu anh. Hôm đó có người mang đến hai thùng các tông. Tối khuya mở ra bị cáo mới thấy có 2 triệu đô la. Theo bị cáo trả, nhận tiền này, ông không có thỏa thuận gì với ông Phạm Nhật Vũ, cũng không đòi hỏi, thậm chí còn bất ngờ và bị động khi nhận tiền. Tôi khai ra việc này để bớt suy nghĩ nặng nề. Tôi khai để được thanh thản, lời bị cáo. Nhận tiền từ ông Vũ, ông trà đưa cho ông Nguyễn Bắc Son 500.000 đô la khi đưa có báo cáo việc ông Vũ biếu quà trả lời thẩm vấn tại tòa. Bị cáo Cao Duy Hải, cựu tổng giám đốc Mobifone cũng thừa nhận sai phạm và có nhận từ ông Phạm Nhật Vũ 500.000 đô la. Bị cáo dùng tiền này biếu ông Nguyễn Bắc Son 200.000 đô. Tại tòa, bị cáo Phạm Nhật Vũ thừa nhận việc đưa tiền có các ông Nguyễn Bắc Son, Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Trương Minh Tuấn. Nhưng việc đưa tiền này để cảm ơn người quyết định thương vụ Mobifone mua AVG không có thỏa thuận trước. Theo lời khai của ông Vũ, đến thời điểm hiện tại, ngoài hơn 8.000 tỷ đã hoàn lại cho Mobifone, bị cáo còn thanh toán thêm cho Mobifone 450 tỷ đồng là số tiền lãi và các chi phí phát sinh khác. Ông Vũ trình bày, bị cáo thể với trời đất, không có ý định chiếm đoạt tiền của nhà nước, của nhân dân. Bị cáo đã bàn với gia đình đi vay mượn, sắp xếp tiền bạc gần một năm trước đó để trả lại tiền, để không bị mang tiếng. Trả lại tiền để chứng minh vì không chiếm đoạt, không lấy tiền của nhân dân bị cáo nghĩ đến người nghèo. Bị cáo không giúp người nghèo bằng tiền khuất tất, bị cáo trả lại tiền, cũng vì muốn những người liên quan và trách nhiệm trong vụ việc được nhẹ trách nhiệm đi. Trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử về thương vụ mua bán giữa Mobifone và AVG có lãi nhiều hay không, bị cáo Vũ trình bày, nếu nói lãi thì bị cáo nhầm tiền ra cũng chỉ xem xem, không lãi tiền chi ra để cảm ơn bị cáo dùng tiền cá nhân đã có từ việc làm ăn khác từ xưa đến nay sở dĩ bị cáo muốn bán avg vì muốn chuyển sang làm việc khác